Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm mới của công ty mình, máy rửa xe mang thương hiệu Panda. Trước mắt mình của các bạn đây là cái mẫu máy rửa xe model 20M36, công suất của motor là 7.5T4. Các bạn còn xem nữa đây. Mình giới thiệu sơ bộ cho các bạn về máy và phụ kiện của máy. Máy thì bao gồm có đầu phun làm đây này, và motor, thân máy và bộ linh kiện đi kèm với súng là bét phun. Model 20M36 này sử dụng vòng dòng điện bằng 3 pha 380V nhé. Ở đây trong bét phun ấy thì bộ theo máy đã có 4 cái bét phun. Bét phun màu trắng này là bét phun 40 độ này. Góc nước ra là 40 độ. Sau đó đến bét phun này 25 độ. Màu cam này 25 độ. Phun 15 độ và bếp phun 0 độ. Đấy, chúng ta tùy chọn bếp phun làm sao để cho nó phù hợp với nhu cầu sử dụng. Tiếp theo thì mình giới thiệu về phụ kiện kèm theo máy cho các bạn. Phụ kiện kèm theo máy thì trước tiên là chúng ta có súng này, súng phun này. Súng phun gồm 2 khúc nhé, chúng ta lối lại. Súng phun này lối thì rất đơn giản thôi. Khi lối thì chúng ta lắp bét vào đầu nhé, mình sẽ lắp mẫu một cái bét cho bạn xem. Lắp mẫu cái bét mà màu trắng bạn xem, các bạn kéo đây xuống này. Như vậy là xong nhé. Ở đây là súng đây. Tiếp theo là chúng ta có dây và dây cấp nước hoặc là có thể là mình có thể để máy tự hút được. Dây cấp nước thì chúng ta lắp ở đây. Như trên máy thì chúng ta sẽ lắp vào. Lắp vào đây là siết chặt lại. Thì mình sẽ lắp mẫu cho các bạn và các máy tương tự các bạn lắp tương tự vậy thôi. Đây là dây cấp nước hoặc là có thể dùng cho máy tự bơm. Hai là dây cao áp. Dây cao áp, đầu dây cao áp sẽ có hai đầu nhé. Bạn lưu ý đầu lối nhanh này là dùng để lối vào súng đấy, đầu này để chúng ta lắp vào đầu máy. Đây chúng ta lắp đầu máy này, cần cái đầu lối nhanh này bạn đưa cái đầu này vào. Đó, như vậy là hoàn thành cái lắp đầu vào máy, lắp vào súng này, lắp tương tự, kéo cái đầu này xuống nhé. Vậy là xong, đây là hoàn thiện cái khâu lắp ráp máy. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và vận hành cái máy Panda 20M36. Đầu tiên là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Mình sẽ sử dụng ống cấp nước này và để cho máy tự hút nhé. Đây các bạn đấu cái đầu ống này vào chỗ này. Cấp nước cho này. Các bạn vặn vào và siết chặt cái ống này. Đang lên hình ngồi này. Sau các bạn muốn đấu ở đấy, các bạn phải lưu ý là lượng nước cấp cho máy đủ. Sử dụng vặn nhỏ thôi em. Lượng nước tiêu thụ của cái máy này là 15 lít trên phút. Khi các bạn đấu xong ấy thì các bạn bật công tắc lên để cho máy hoạt động, để cho nước ra đầu kia trước để khi mà mình lắp súng vào nó không bị nghe. Máy đi và đấu cái đầu dây cao áp này vào để bắt đầu sử dụng máy. Các bạn trước khi đấu vào đây được bật thì được kiểm tra
đầu súng ở bếp đã đấu chắc chắn an toàn nhé. Đây. Và chúng ta bật lên. Chỉ một chỗ thôi được ơi, một chỗ đã. Em chỉ một chỗ thôi mà thành. Đây là pet bao nhiêu độ? Anh thường phun đây để anh đưa cái bật nha. Em có lắp xong rồi. Sai đó, lấy cái bật kia rồi. Nhưng mang đây để em bắn. Bật cái gì? Pet mấy độ, bao độ? Vừa lấy mình đã thử cái pet 0 độ cho các bạn này. Bây giờ mình thử cái pet này là cái pet 25 độ. Cái pet đỏ lúc nãy là 45 độ chứ? Pet đỏ là 0 độ. 0 độ, trắng này là gì? Cái trắng là 40 độ, 4 độ là cao nhất. Bốn mươi độ.